thêm hai đoạn nữa này, 1 2 này, 3 này, 4 này. Hai đoạn tổng cộng 1 2 này. Tốt. Bất ngờ đập, đúng rồi, mình phải tạo tình huống bất ngờ để mình đập thì nó mới hiệu quả được. Tập với bóng phản xạ này là phải càng bất ngờ càng tốt này. Tốt. Lâu lâu bất ngờ một cái. Đúng rồi, tốt. Né như vậy là tốt đó. Đây, cầm cho thầy này. Đây, cầm giống như vậy nhá, để quay được hết nhận được. Đúng rồi, tốt. Đúng rồi. Né về sau, vẫn đấm nha, vẫn đấm vậy nhưng mà chúng ta né về sau. Và anh đấm thế này, đó, mình sẽ né về phía sau, và để ý nha, anh đấm lại này, đấm lên này, né về phía sau này, đưa cái mặt về phía sau này, đấm lên này, đưa cái mặt về phía sau, giống như người ta đấm thẳng vào mặt mình né về phía sau vậy đó, né về phía sau là mình lên liền, 1, 2, 3, 4, đấm mạnh lên để cho nó bay vào mặt nhé, 1, 2, 3, mạnh lên 1 2 3 4. Mình né về sau thì mình lại nhảy 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 cái bất ngờ đập lên 3 4 2 3 4 lần né về sau. Này né về sau nhá. Sáng này em thấy cái này bay lên đến đây thì em né mặt em về sau. Đừng có đưa ra nữa, cái này là né phía sau, nó khác hai cái trước, hai trước né về hai bên. Đúng rồi, né về cái mặt về phía sau. Từ đó đi, để bên trái bên phải vào, đúng rồi.
cái này nhanh mỏi tay lắm á, có cái dây vào dây này nó tập nó nặng á. Bây giờ quay được 10 phút là được. Ra đi. Mới có 5 phút thôi. 5 phút nữa. Đùa đâu, nhanh mỏi cực kỳ luôn đấy. Né về sau em, né hẳn về sau, né hẳn cái người về sau, né hẳn cái đầu về sau. Đúng rồi, né như vậy thì an toàn lắm. Vì cả đá cũng không tới mặt em được, chứ không phải là đấm đâu. Đấm mạnh hơn nữa, đấm mạnh hơn nữa để cho nó bay xa hơn nữa.